Trần Trần Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Westminster ở Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, vẫn cho phép Phong cảm ơn thẩm mỹ viện Can Nam Kelly đã bảo trợ cho tạp chí quốc phòng của TNP Channel. Quý vị nào mà muốn có nhu cầu về thẩm mỹ, muốn làm đẹp hơn, thân hình gọn nhẹ hơn, hoặc là sửa lại những phần sửa hư, sửa xấu từ Việt Nam, quý vị có thể liên lạc với thẩm mỹ viện Can Nam Kelly qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị là 714-227-5789, 714-227-5789, hoặc vào trang web là và gửi email thì đúng hơn cho thẩm mỹ viện Can Nam Kelly là thẩm mỹ viện can nam kelly@gmail.com, thẩm mỹ viện Can Nam Kelly @gmail.com để biết thêm chi tiết. Và cảm ơn thẩm mỹ viện Can Nam Kelly đã hỗ trợ cho tạp chí quốc phòng của TNP Channel, và cũng cảm ơn tất cả các khán giả đã hỗ trợ cho tạp chí quốc phòng cũng như là cho thẩm mỹ viện Can Nam Kelly. Và bây giờ thì chúng ta bước qua cái phần tin tức mỗi buổi chiều của chúng ta. Đầu tiên hết là Iran cho biết các hỏa tiễn mà họ thực hiện trong các cuộc không tập sẽ là cứng rắn và sẽ gây khó khăn cho kẻ thù. Sau khi bắn các hỏa tiễn ở Pakistan, Iraq và Syria bằng hỏa tiễn, Iran lên tiếng cho biết vào ngày thứ Tư là sẽ có những cái thách thức cũng như là có những cái khó khăn cho kẻ thù khi mà nhắm vào họ. Chúng tôi đã có những cái quyền lực về hỏa tiễn đứng đầu thế giới. Đó là lời phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao của, xin lỗi quý vị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Iran là Mohammad Reza Antishnani đã nói với các thông tấn viên sau khi có phiên họp nội các và theo tường trình của giới truyền thông cho biết. Và những gì mà không muốn đe dọa tới nước Cộng hòa của Iran, chúng ta sẽ phản ứng, và sự phản ứng này sẽ là một cái phản ứng cứng rắn và dứt khoát. Và đây là một trong những lời phát biểu của Iran sau khi mà họ sử dụng các cái hỏa tiễn để tấn công vào các vị trí của nhóm Hồi giáo ISIS ở tại Syria, Iraq và ở tại Pakistan. Và đây được xem dường như là một cái thông điệp gửi cho phía Hoa Kỳ. Đây được xem là lời tuyên bố mới nhất của Iran sau khi thực hiện các cuộc không tập trên. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Iran ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Trung Đông ngày hôm nay, nhóm Hồi giáo Houthi lại tấn công vào một chiếc tàu do phía Hoa Kỳ làm chủ trên vùng vịnh Aden bằng các cái tròn chở bom. Bản tin từ Jerusalem cho biết thì một chiếc tàu do Hoa Kỳ làm chủ ở trên vùng vịnh Aden đã nằm dưới sự tấn công vào ngày thứ Tư sau khi mà một cái tròn mang theo bom đã tấn công từ nhóm Hồi giáo Houthi, theo các viên chức cho biết. Cuộc tấn công này nhắm vào cái gọi là Genco Picardy, vốn là chiếc tàu thứ hai trong những ngày gần đây đã trở thành mục tiêu tấn công trực tiếp nhắm vào Hoa Kỳ của nhóm Hồi giáo Houthi sau khi mà Hoa Kỳ và Anh Quốc mở các cuộc không tập nhắm vào đây. Và trong đó họ bắt đầu phản ứng, và cuộc tấn công này đã diễn ra ở cách khoảng 70 dặm ở phía đông nam của bến cảng Aden. Và nơi đây thì các cái tròn đã nhắm thẳng vào chiếc tàu, theo tường trình của giới hàng hải của Anh cho biết như trên. Và lực lượng vũ trang của Anh đã có mặt ở ngay tại hiện trường khu vực này để mà đáp trả lại các cái cuộc tấn công này. Và cái thuyền trưởng của tàu cho biết là đã có một vụ cháy trên tàu, tuy nhiên thì tất cả chiếc tàu và kể cả các thủy thủ trên tàu đều được an toàn, và chúng tôi đã cập vào cái bến cảng kế tiếp. Đó là lời phát biểu của phía chiếc tàu này cho biết. Và tư lệnh của tên là Yashari, được xem là phát ngôn viên của nhóm quân sự Houthi, xác nhận chiếc tàu bị tấn công là chiếc tàu có tên là Genco Picardy. Và các cái hệ thống kiểm tra trên mặt hàng hải bằng vệ tinh đã cho thấy chiếc tàu này đã rời khỏi cái bến cảng của Saudi Arabia trong những ngày gần đây và trên đường tới Ấn Độ. Và nhóm Hồi giáo Houthi xác nhận là họ đã phản ứng với các cuộc tấn công của Anh và của Hoa Kỳ để mà trả đũa vào các cuộc tấn công, và họ nói rằng sẽ có sự trừng phạt với Anh và Hoa Kỳ. Đây được xem là cuộc tấn công mới nhất của nhóm Hồi giáo Houthi nhắm vào các tàu di chuyển trên biển hàng hải. Cùng một lượt thì Hoa Kỳ cho biết họ đã tấn công vào kho chứa vũ khí tại Yemen. Bản tin từ phía Hoa Kỳ cho biết là lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã thực hiện các cuộc không tập nhắm vào cái mục tiêu của Yemen ở tại
khu vực Hồng Hải trong đó, nhằm để trả đũa cho việc mà họ đã tấn công vào một chiếc tàu treo cờ của Marshall do phía Hoa Kỳ làm chủ và một cái đơn vị được xem là vận chuyển hàng hải. Và lực lượng Hoa Kỳ cho biết là họ đã tấn công vào cái kho chứa vũ khí của phía Yemen. Trong ngày 16 tây lúc 1:45 thì nhóm Hồi giáo Houthi do phía của Iran hỗ trợ đã bắn một hỏa tiễn đạn đạo chống tàu chiến từ khu vực mà họ kiểm soát ở Yemen, nhắm vào cái hải phận quốc tế trong cái đường di chuyển hàng hải ở phía nam của Hồng Hải. Giới chức quân sự của Hoa Kỳ đã nói với đài truyền hình Fox News. Và chiếc tàu này là chiếc tàu treo cờ của Marshall và có tên là Maltese. Theo báo cáo thì chiếc tàu này đã bị trúng một cái hỏa tiễn của phía Ukraine, tuy nhiên không có ai bị thương. Thêm vào đó, ngày 15 tây thì đã có một chiếc tàu khác cũng bị tấn công là chiếc Gibraltar Eagle treo cờ của Marshall và cũng đã bị tấn công vào lúc 4:15 sáng theo tường trình cho biết. Và các hỏa tiễn này dường như là chuẩn bị để tấn công vào các chiếc tàu di chuyển ở khu vực vùng vịnh Aden. Và đây là lần đầu tiên nhóm Hồi giáo Hamas đã xác nhận và các cái cuộc tấn công này. Ngay sau đó thì Hoa Kỳ cho biết họ đã thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào các cái vị trí chứa vũ khí của Yemen, của Houthi ở tại Yemen, và Hoa Kỳ cho biết là các hỏa tiễn của họ bắn ra nhắm vào khu vực Hodeida, nơi được xem là có cái nhóm kiểm soát của Houthi tại đây, và chúng tôi đã bắn rơi một số những cái hỏa tiễn của họ nhắm vào các cái chiến đấu cơ của chúng tôi và không gây thiệt hại gì, trung tâm chỉ huy của Hoa Kỳ cho biết. Và hiện nay thì phía Hoa Kỳ nói rằng là họ đang tìm cách gọi là ngăn cản và cho phía Houthi một cái giai đoạn để mà ngưng lại các cuộc tấn công, còn nếu không họ sẽ tiếp tục sẽ bị tấn công bởi phía Hoa Kỳ. Cùng một lượt, Tòa Bạch Ốc đã bác bỏ việc xem nhóm Hồi giáo Houthi là tổ chức khủng bố ngoại quốc. Ông Tổng thống Joe Biden đã bác bỏ việc quyết định đưa cái tổ chức Houthi của Yemen vào danh sách của nhóm tổ chức khủng bố ngoại quốc sau khi mà họ tấn công các lực lượng Hoa Kỳ và các tàu di chuyển trên hàng hải. Nhóm Hồi giáo do Iran hỗ trợ là một tổ chức cực đoan và đã dẫn đầu và bởi cái quốc gia được xem là bảo trợ cho khủng bố. Đó là lời phát biểu của ông Mike Johnson đưa ra. Houthi đã tìm cách gây tổn hại cho nền kinh tế của thế giới, tấn công vào các tàu thường dân, bao gồm luôn tàu của Hoa Kỳ trên vùng biển Hồng Hải và bắn đạn rocket vào lực lượng quân sự của Hoa Kỳ. Nếu đây không phải là một tổ chức khủng bố, tôi không biết nó gọi là cái gì. Đây là lời phát biểu của ông Mike Johnson đưa ra ngay sau khi Bộ Ngoại giao, thay vì là đưa ra danh sách của cái nhóm Hồi giáo Houthi này vào danh sách khủng bố, thì họ nói rằng là cái danh sách này sẽ nằm ở trong khoảng 30 ngày cho tới khi mà nhóm Hồi giáo này chấm dứt các cuộc tấn công ở tại biển Hồng Hải. Thay vào đó thì Bộ Ngoại giao trong ngày thứ Tư nói rằng nhóm này có cái tên gọi là Asarala, hay còn gọi là nhóm Hồi giáo Houthi, là một cái nhóm đặc biệt bị sẵn khẳng định là khủng bố toàn cầu trong vòng 30 ngày. Và sau 30 ngày này thì họ sẽ lấy nhóm này ra khỏi danh sách và nhóm Hồi giáo Houthi phải chịu trách nhiệm cho hành động của họ. Tuy nhiên thì nó không nên áp đặt lên người dân của Yemen. Đó là lời phát biểu của ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sau khi mà ông ta quyết định là chỉ áp dụng trong vòng 30 ngày mà thôi. Đây được xem là một trong những cái quyết định mà đã gây ra phản ứng rất lớn từ giới chính trị gia của Hoa Kỳ, cho rằng chính quyền của Joe Biden dường như đã châm chước cho nhóm Hồi giáo này và không đưa họ vào danh sách khủng bố mà chỉ đưa họ vào cái danh sách đặc biệt khủng bố mà chỉ dành ra trong vòng 30 ngày mà thôi. Đây được xem là một trong những cái phản ứng mới nhất. Và Gabriel Noroha được xem là cựu nhân viên cố vấn của Bộ Ngoại giao ở tại Iran nói rằng tất cả hàng chục các cuộc tấn công của Houthi mà chính quyền của Joe Biden chỉ cấm vận và không đưa họ vào danh sách khủng bố. Và điều này, thứ nhất, Hồi giáo Houthi sẽ có thể có được chiếu kháng của Hoa Kỳ. Thứ hai là những thành phần tội phạm bị trừng phạt này cần phải trừng phạt họ mạnh mẽ hơn. Và thứ ba là các ngân hàng Hoa Kỳ không thể tịch thu tất cả những cái nguồn ngân quỹ của họ nếu họ không được đưa vào danh sách FTO, tức là danh sách của những tổ chức khủng bố ngoại quốc. Và cái danh sách đặc biệt này thì không có đính kèm những biện pháp chế tài. Đây được xem là một trong những quyết định của chính quyền Joe Biden đã đưa ra, không giống như dự đoán ngày hôm qua là sẽ đưa toàn bộ nhóm này vào danh sách khủng bố của thế giới. Tuy nhiên thì họ nói rằng đây là danh sách khủng bố toàn cầu đặc biệt và chỉ quyết định có 30 ngày, tức là trong vòng 30 ngày nếu như nhóm này mà dừng lại các cuộc tấn công thì họ sẽ không nằm trong danh sách khủng bố. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay.
Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một tòa kháng án đã lật đổ một cái phán quyết trước đó là cho phép tiểu bang Texas vẫn tiếp tục đặt những cái phao hàng rào trên dòng sông nằm ở biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Một tòa kháng án liên bang trong ngày thứ tư đã lật đổ một phán quyết của tòa trước đó cho phép tiểu bang Texas vẫn tiếp tục đặt những phao hàng rào ở trên dòng sông Rio Grande để ngăn chặn các di dân bất hợp pháp từ phía bên kia biên giới. Trong đó thì ông thống đốc Greg Abbott đã bắt đầu tìm cách kiểm soát lại lượng di dân ở biên giới. Trong tháng 12 thì một cái sự chia rẽ của một cái tòa số 5 ở tại Hoa Kỳ, trong đó thì gần như là họ đứng về phía của Bộ Tư pháp và yêu cầu tiểu bang Texas là phải tháo gỡ tất cả những cái phao hàng rào này ra. Tuy nhiên thì trong cái phán quyết mới nhất mà được đưa ra bởi tòa kháng án với 2-1 thì các thẩm phán đã bỏ phiếu và quyết định duy trì cái việc của tiểu bang Texas là vẫn cho phép tiểu bang này duy trì các cái phao hàng rào tại đây. Đây được xem là một chiến thắng lớn cho ông Greg Abbott, thống đốc của tiểu bang Texas, sau khi mà ông đã bắt đầu ban hành những chính sách gay gắt hơn để ngăn chặn di dân bất hợp pháp vượt qua dòng sông Rio Grande để xâm nhập vào lãnh thổ của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Ukraine ngày hôm nay, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tuyên bố một cách thẳng thừng với chính quyền Joe Biden là không có hỗ trợ cho Ukraine nếu không đạt được thỏa thuận về biên giới. Chủ tịch Hạ viện ông Mike Johnson cho biết là ông sẽ siết chặt tất cả những vấn đề biên giới trong cuộc nói chuyện với ông Joe Biden vào ngày thứ Tư hôm nay, và trong đó gần như đã tạt gáo nước lạnh vào cái ý định của Joe Biden là có thể được thông qua gói cứu trợ tại Ukraine. Trước khi mà chúng ta nói về Ukraine, tôi muốn nói với Tổng thống rằng tôi muốn nói với ông là người dân Hoa Kỳ cần nhất là biên giới và biên giới, và chúng ta cần phải chăm sóc ngôi nhà riêng của chúng ta cần phải bảo vệ biên giới của chúng ta trước khi chúng ta làm những vấn đề khác. Ông Biden đã có cuộc nói chuyện với ông Johnson và những thành viên khác trong Quốc hội trong ngày thứ Tư và buổi chiều, trong đó thảo luận về cái vấn đề di trú và chính sách di trú của Hoa Kỳ cũng như nguồn ngân sách hỗ trợ cho Ukraine. Đảng Cộng hòa tại Quốc hội đã ngăn chặn cái ngân sách khẩn cấp mà ông Biden yêu cầu cung cấp cho Ukraine và đe dọa sẽ và để cho chính quyền của ông ta bị shut down trong nỗ lực mà giám sát lại tất cả cái biên giới của Hoa Kỳ và Mexico, và họ quy trách nhiệm cho chính sách của ông Joe Biden đã dẫn tới số lượng di dân khổng lồ tràn vào Hoa Kỳ. Trong gói có cứu trợ tại Ukraine, ông Johnson cho biết ông muốn chắc chắn rằng chính quyền của Joe Biden sẽ không có một cái Afghanistan thứ hai. Hiện nay biên giới đang là một thảm kịch và nó cần phải được bàn thảo, và quý vị có thể nhìn thấy là các thành viên của Đảng Cộng hòa đã đứng chung để tranh đấu ở trên cái Quốc hội, và đây là điều quan trọng của đất nước chúng ta. Trong khi đó thì các lãnh đạo tại Thượng viện đặc biệt là đã lên tiếng và nói rằng họ mong muốn thông qua cái dự luật này bởi cả lưỡng đảng. Chúng tôi chọn và chúng tôi sẽ có sự chọn lựa. Đó là lời phát biểu của ông Chuck Schumer đã đưa ra. Trong khi đó thì chủ tịch khối thiểu số tại Thượng viện là ông Mitch McConnell, trong ngày thứ Tư ông tin rằng cuộc bỏ phiếu cho gói cứu trợ ngoại ước có thể diễn ra trong vòng vào tuần tới. Một điều mà tôi ráng cố gắng nói nhắc nhở với các thành viên của chúng tôi là nếu chúng ta có 100% chính quyền của Đảng Cộng hòa, Tổng thống, Hạ viện, Thượng viện, chúng ta có thể không có vấn đề và không có một cái lá phiếu nào của Đảng Dân Chủ thông qua cái dự luật này thì chúng ta có thể làm được. Tuy nhiên bây giờ tình hình nó khác đi và chúng ta cần có một sự thỏa hiệp. Đó là lời phát biểu của ông Mitch McConnell đã đưa ra. Cùng một lượt trong ngày hôm nay thì dân biểu Jim Jordan, chủ tịch Ủy ban Tư pháp tại Hạ viện, đã yêu cầu có câu trả lời từ phía dư cựu viên chức của Bộ Tài chánh trong việc mà họ đã tìm cách gọi là cản trở và làm khó khăn cho những cái chữ gọi là MAGA hay là Trump. Dân biểu Jim Jordan, chủ tịch Ủy ban Tư pháp của Hạ viện, đã yêu cầu cung cấp tất cả những cuộc thẩm vấn của cựu viên chức đặc trách về tội ác tài chánh của Bộ Tài chánh, là trong đó gọi là FinCEN, tức là Financial Crime Enforcement Network, trong đó đã cố tình có những cái hành động cản trở và gây khó khăn cho những cái cụm chữ là Trump hay là MAGA. Đại diện cho Ủy ban Tư pháp tại Hạ viện và tiểu ủy ban chống lại tình trạng vũ khí hóa trong chính quyền liên bang, ông Jim Jordan đã gửi một lá thư và yêu cầu cuộc điều trần của Noah Bishop, được xem là cựu giám đốc của văn phòng đặc trách về chiến lược của cái cơ quan chống tội ác về tài chánh, là một phần nằm một phần trong Bộ Tài chánh. Và ông Jim Jordan cho biết ủy ban đang tìm kiếm các cái tập tài liệu mà trong đó cho thấy là cơ quan FinCEN
đã có những cái quy tắc đã áp dụng và những cái tài liệu mà trong đó họ nói rằng là gần như là nhắm vào tất cả thành phần MAGA và chữ Trump, và có bất kỳ một cái gì liên quan tới Trump và MAGA đều bị gây khó khăn, và kể cả cái hệ thống Zelle Payment, tức là cái hệ thống Zelle là bị cản trở rất là nhiều. Ông Trump cho biết là phía của cơ quan FinCEN đã cảnh báo là vấn đề tài chính này đang có những cái hành động cực đoan và có những cái chuyển ngân cực đoan, và trong đó không nên để cho cái việc chuyển ngân này xảy ra khi mà có những kẻ được mô tả là có cái tư tưởng cực đoan. Và dùng một cách khác thì cơ quan này đã thúc giục cái cơ quan tài chính là phải có những cái xác lệnh giám sát chặt chẽ hơn đối với thành phần MAGA và những người gọi là Trump mà họ quy trách nhiệm đây là những người có tổ chức khủng bố. Và ông Jim Jordan cho biết là ông cần tất cả những tài liệu này trong cuộc điều tra của Bộ Tài chính và sử dụng Bộ Tài chính để làm vũ khí tấn công vào những người có quan điểm khác biệt, đặc biệt là những người trong phong trào MAGA và ủng hộ cho ông Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Ngũ Giác Đài đã bắt đầu thực hiện cái chương trình năng lượng xanh của ông Joe Biden khi mà họ cho lắp ráp tất cả những cái bảng solar panel nằm ở trên mái ngói của Ngũ Giác Đài. Đây được xem là một trong những cái chính sách mới nhất mà Joe Biden buộc tất cả các cơ quan chính quyền liên bang là phải đặt các cái solar panel, tức là những cái điện mặt trời lên trên các cái mái ngói của các tòa building của liên bang. Bộ Quốc phòng đã bắt đầu cho lắp đặt tất cả những cái solar panel trên nóc của Ngũ Giác Đài, một phần trong chính sách của Joe Biden nhằm cổ võ cho năng lượng sạch, và trong đó yêu cầu thành lập tất cả các cái cơ quan của chính quyền liên bang, và trong đó bao gồm các tòa building của chính quyền liên bang. Ngũ Giác Đài là một trong 30 cái building của chính quyền liên bang nhận được 104 triệu Mỹ Kim từ Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ. Trong đó họ nói rằng sẽ lắp đặt tất cả các cái solar panel, và trong đó với mức là 27 MW, để mà cung cấp cho ít nhất là các cái hệ thống hoạt động điện ở trong Ngũ Giác Đài, và số tiền này lên tới 361 triệu Mỹ Kim trong nguồn đầu tư tư nhân theo tường trình của Bộ Năng lượng đưa ra. Và Bộ trưởng Bộ Năng lượng là bà Jennifer Graham cùng với lại Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là Kathleen Hick và cùng với Brenda Mallory là chủ tịch cái hội đồng của Tòa Bạch Ốc đặc trách về vấn đề gọi là phẩm chất môi trường đã loan báo về cái dự án này vào ngày thứ tư tại Ngũ Giác Đài. Và các cái solar panel này là một phần trong cái chính sách của Joe Biden nhằm yêu cầu tất cả các cơ quan trong chính quyền liên bang là phải lắp đặt tất cả những cái solar panel để thay thế cái nguồn điện. Và ông ta kêu gọi đây là điều mà chúng ta cần phải làm để mà cung cấp cái nguồn năng lượng sạch cho Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những chính sách cực tả của Joe Biden đã được áp dụng cho các building của chính quyền liên bang. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và theo báo cáo của Bộ Tư pháp DOJ cho biết, cựu viên chức sở thuế, kẻ đã tiết lộ hồ sơ thuế của ông Trump và một số những nhà giàu khác đã cố tình nhận cái job này và có cái hành động được xem là cố tình tiết lộ tất cả những cái thông tin liên quan tới hồ sơ thuế của ông Trump. Một cựu viên chức của sở thuế IRS và ký hợp đồng với sở thuế này, kẻ đã tiết lộ tất cả những cái thông tin về hồ sơ thuế của ông Trump và một số những cá nhân giàu có khác cho các tổ chức truyền thông đã cố tình nhận cái công việc này để tìm cách phát tán tất cả những cái thông tin liên quan tới hồ sơ thuế của các cá nhân và của ông Trump, theo tường trình của công tố viên Bộ Tư pháp cho biết. Nhân vật này có tên là Charles Edward Littlejohn, 38 tuổi, đến từ Washington, đã nhận tội vào giữa tháng 10 trong việc mà ông ta đã cung cấp các cái tài liệu này một cách bất hợp pháp cho các công ty truyền thông. Và trong đó thì quan tòa có tên gọi là Anna Riff đã dự tính sẽ kết tội ông này vào ngày 29 tây tháng 9 tháng giêng này, và các công tố viên đề nghị ông ta sẽ nhận mức án tù tối đa là 5 năm. Và sau khi mà ông ta xin làm việc cho sở thuế IRS trong vai trò cố vấn, ông ta đã biết rõ tất cả những quy tắc và ông ta cố tình vũ khí hóa cái khả năng có thể xâm nhập vào các cái hồ sơ thuế và dữ liệu hồ sơ thuế cho cái động cơ cá nhân của ông ta và động cơ chính trị, và điều này đã vi phạm luật pháp. Đó là lời phát biểu của công tố viên Corey Amundsen, được xem là lãnh đạo của cái cơ quan Bộ Tư pháp truy tố đối với ông này. Và ông Littlejohn đã cố tình và ông ta biết được tất cả những quy tắc làm việc của Bộ Tài chính cũng như là của Sở Thuế và cái quy tắc giữ kín tất cả thông tin của những người thọ thuế. Tuy nhiên, ông ta đã được huấn luyện, ông ta đã có kinh nghiệm, ông ta làm việc, ông ta hiểu rõ tất cả những cái hành động này. Tuy nhiên, ông ta vẫn cố tình làm như vậy. Đây là hành động mà ông ta đã được
trả tiền để chui vào sở thuế với mục tiêu là lấy hồ sơ thuế của các cá nhân công bố cho các cái giới truyền thông. Ông ta đã làm việc cho sở thuế IRS trong vai trò là cố vấn từ năm 2008 tới năm 2013, và sau đó thì ông ta đã quay trở lại làm việc từ năm 2017, và rõ ràng ông ta đã cố tình chui vào sở thuế để lấy những thông tin này và cung cấp cho tất cả những giới truyền thông. Đó là lời buộc tội của công tố viên của Bộ Tư pháp đã đưa ra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, luật sư của cựu Tổng thống Trump đã đệ đơn đầy đủ và cáo buộc ông công tố viên đặc biệt Jack Smith đã cố tình che giấu tất cả những bằng chứng mà ông ta đã làm việc với Tòa Bạch Ốc và chính quyền của Joe Biden trước khi khởi tố ông Trump. Công tố viên đặc biệt Jack Smith đã che giấu tất cả những bằng chứng văn phòng của ông ta đã phối hợp với chính quyền của Joe Biden. Luật sư của Tổng thống Trump đã đưa ra cái đơn tả cáo buộc trong cái đơn để ở tại Florida, trong đó đang giải quyết về tình trạng mà ông Trump đã giữ những tập tài liệu mật theo tường trình của tờ Daily Caller. Luật sư của Tổng thống Trump đã đưa ra một cái đơn 68 trang mà họ nhận được rất nhiều những tập tài liệu căn cứ trên cái đạo luật gọi là Freedom of Information Act, còn được gọi là FOIA, trong đó yêu cầu cung cấp tất cả những cái hoạt động có động cơ chính trị của chính quyền Joe Biden và Quỹ Lưu trữ Quốc gia NARA là phải công bố tất cả những tập tài liệu này từ năm 2021. Và luật sư của cựu Tổng thống Trump cho biết các tập tài liệu này thông qua cái đạo luật FOIA thì họ cho biết là họ đã lấy được rất nhiều những tài liệu từ Quỹ Lưu trữ Quốc gia. Trong đó thì văn phòng công tố viên Jack Smith đã có làm việc và được phát hiện là đã làm việc với lại chính quyền của Joe Biden và ủng hộ cho chính quyền Joe Biden, và trong nỗ lực gọi là vũ khí hóa toàn bộ cái hệ thống tư pháp hình sự của Hoa Kỳ trong một cái mục tiêu là bức hại đối thủ của ông Joe Biden và ông Trump trong cái cuộc bầu cử năm 2024. Và tập tài liệu này đã được lấy ra về những cái liên lạc và nói chuyện của ông công tố viên Jack Smith với lại Tòa Bạch Ốc của Joe Biden trước khi mà ông ta bắt đầu thực hiện cái vụ án khởi tố ông Trump trong ít nhất là hai vụ án. Thứ nhất là âm mưu lật đổ kết quả bầu cử năm 2020, và thứ hai là vụ án liên quan tới việc mà cựu Tổng thống Trump đã lưu trữ hồ sơ mật ở tại Mar-a-Lago, và điều này cho thấy ông ta đã che giấu tất cả những mối quan hệ của ông ta với Tòa Bạch Ốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một trong những tài phiệt của Wall Street đã phải nhượng bộ và lên tiếng kêu gọi đảng Dân Chủ là phải trưởng thành và phải biết lắng nghe những người ủng hộ cho ông Trump. Tổng giám đốc điều hành của công ty tài chính nổi tiếng của Hoa Kỳ là JP Morgan Chase là Jeremy Dimon đã lên tiếng và chỉ trích các cái thông điệp của đảng Dân Chủ về phong trào MAGA, tức là Make America Great Again, trong ngày thứ Tư, và nói rằng đảng Dân Chủ nên trưởng thành và nên lắng nghe những người ủng hộ cho cựu Tổng thống Donald Trump. Khi người ta nói tới MAGA, người ta luôn nhìn và những người bỏ phiếu cho ông Trump là những kẻ cuồng điên. Đó là lời phát biểu của ông Dimon đã phát biểu trên đài truyền hình CNBC. Tôi không biết là ông Trump và tôi không thích ông Trump nói về Mexico. Tuy nhiên, ông ta đã không sai trong một số vấn đề quan trọng. Và đó là lý do tại sao có rất nhiều người đã bỏ phiếu cho ông ta. Ông Dimon đã nói tiếp như trên. Tôi nghĩ rằng người dân đến lúc phải có sự tôn trọng tất cả những đồng bào của mình. Ý của tôi là chúng ta nên chấm dứt tất cả những cái hành động tiêu cực và chúng ta nên trưởng thành và đối xử con người một cách tôn trọng, lắng nghe họ một chút. Và tôi nghĩ rằng nếu mà tiếp tục nói về tiêu cực đối với phong trào MAGA thì nó sẽ gây tổn hại cho cái chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden. Ông Tổng thống Joe Biden vẫn tiếp tục nhắc lại cái gọi là Extreme MAGA Republican để gán nhãn cho những người cực đoan, và trong đó gần như là ông ta đang có cái chuyến gọi là vận động tranh cử và tìm cách gán nhãn cho phong trào MAGA với những hình ảnh rất tiêu cực. Tuy nhiên, hành động này của ông đã càng khiến cho ông Trump trở thành nhân vật số 1 của đảng Cộng Hòa, đứng đầu trong các cái cuộc thăm dò và đã chiến thắng tại Iowa. Và điều này dẫn tới việc mà ông Dimon đã lên tiếng và nói rằng đã tới lúc đảng Dân Chủ và những người bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ phải trưởng thành, phải biết lắng nghe ý kiến và cái quan điểm của những người thuộc phong trào MAGA và lý do tại sao họ ủng hộ cho cựu Tổng thống Donald Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay là ngày thứ Tư, tức là còn 6 ngày nữa sẽ tới cuộc bầu cử sơ bộ ở tại tiểu bang New Hampshire. Cuộc thăm dò mới nhất của Suffolk Poll cho thấy ông Trump đã dẫn trước các đối thủ ít nhất là 16 điểm tại New Hampshire.
Cựu Tổng thống Trump vẫn là người dẫn đầu trong cuộc bầu cử tại New Hampshire, trong cuộc bầu cử sơ bộ. Trong đó, gần như là cuộc thăm dò này được thực hiện bởi Suffolk University, NBC 10 và Boston Globe Tracking Poll đã công bố vào ngày thứ Tư. Ông Trump được xem là người đã có chiến thắng vĩ đại tại Iowa trong ngày thứ Hai, đã dẫn trước bà Nikki Haley ở cái mức điểm là 50/34. Trong khi đó thì ông Ron DeSantis chỉ nằm ở hàng thứ Ba và rất là xa. Và cuộc thăm dò này là đã thăm dò trên 500 cử tri bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa trước khi mà có cái cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày thứ Ba tuần tới, 23 tại tháng 1. Và trong đó thì hầu hết thì các cái cuộc thăm dò này cho thấy rằng là ông Trump đã dẫn trước khá xa. Trong đó thì người đã vận động cho ông Trump và đã rút lui ra khỏi cái cuộc bầu cử tổng thống là ông Ramaswamy. Bà Haley dự tính là sẽ có thêm một cái cuộc nói chuyện tại New Hampshire. Bà hy vọng là sẽ thành công và có thể giành được khối cử tri độc lập. Trong khi đó thì khi quý vị nói rằng chúng ta có thể có được ở New Hampshire và ở South Carolina, tôi cảm thấy rất an toàn tối ngày hôm nay khi mà chúng ta bắt đầu chỉ còn có 2 người trong cuộc chạy đua này. Bà đã gác rất xa so với Ron DeSantis, chỉ được có 5%, bà được 34%, trong khi đó ông Trump được 50%. Và cuộc thăm dò này thực hiện vào ngày 15 và ngày 16 tây tháng 1 vừa qua với mức sai biệt là cộng trừ 4%. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và một vụ kiện có thể dẫn tới tình trạng thay đổi và tu chính cái Section 230 của đạo luật truyền thông năm 1996. Một người mẹ đã khởi kiện công ty TikTok về việc mà con gái của bà 10 tuổi đã tham gia vào một cái trò thách thức ở trên TikTok và dẫn tới cô gái này đã thiệt mạng 5 ngày sau đó. Đây là cái trò thách thức gọi là Blackout Challenge, tức là một cái sự thử thách về tình trạng gọi là bị Blackout, tức là bị đen tối hoàn toàn hoặc có thể là bị tắt thở hoàn toàn trong vòng một giai đoạn nào đó. Và ít nhất là thành viên của 3 tòa quan tòa ở Philadelphia thuộc tòa số 3 kháng án đang duyệt xét cái đơn kiện của người mẹ này. Bà mẹ này lên tiếng cho biết rằng là con gái của bà chết bởi vì những cái trò thách thức trên mạng xã hội TikTok, và trong đó nó có một cái chương trình gọi là Blackout Challenge, trong đó thách thức các trẻ em làm những chuyện cuồng điên và gây nguy hiểm cho sinh mạng của mình. Và cuối cùng thì cô bé này đã bị qua đời sau 5 ngày. Và hiện nay thì phía quan tòa đã đặt câu hỏi về việc Quốc hội đã chấp thuận cái Section 230 trong đạo luật truyền thông gọi là Communication Decency Act năm 1996, trong đó là không để cho các công ty truyền thông xã hội có thể chịu trách nhiệm trong những cái đơn kiện cá nhân. Bà này tên là Tawana Anderson đã khởi kiện TikTok và công ty mẹ là ByteDance sau khi năm 2021 con gái của bà tên là Nila đã tham gia vào cái Black Challenge lúc lên mới có 10 tuổi và trốn ở trong cái tủ quần áo, và cô bé này đã bị tổn thương và bị thương rất là nặng và cô qua đời 5 ngày sau đó. Và luật sư của bà Anderson là Jeffrey Woodman nói với tòa rằng cái Section 230 đã cung cấp cho TikTok một cái bảo vệ về pháp lý và nó không có dành ra, và trong đó gần như là gây nguy hiểm cho các trẻ em ở cái lứa tuổi nhỏ. Và hiện nay thì các quan tòa đang duyệt xét việc mà làm sao để sử dụng cái phiên án, cái tòa án này mà không có bị cái Section 230 cản trở. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Philippines đã tăng cường hoạt động quân sự với lại phía Hoa Kỳ giữa lúc đang có sự bức hại của Trung Quốc trên Biển Đông. Philippines dự tính là sẽ có thêm những cái hoạt động quân sự chung với Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ trong lúc mà họ đang đối diện với sự bức hại ngày càng lớn của phía Trung Quốc. Theo tường trình của giới chức quốc phòng hàng đầu của Philippines đưa ra, liên minh với Hoa Kỳ là rất cực mạnh. Đó là lời phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro Jr. đã phát biểu trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Bloomberg vào ngày thứ Tư ở tại Manila. Chúng tôi sẽ xây dựng cái khả năng của chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng làm việc chung với lại các quốc gia đối tác và đồng minh để bảo đảm cái an ninh và sự ổn định ở khu vực. Philippines hiện nay đang trở thành một đối tác mạnh mẽ của Hoa Kỳ dưới cái chính quyền của ông Ferdinand Marcos Jr., trong đó gia tăng các mối quan hệ gần như là đồng minh và có một cái suy nghĩ chung, tức là like mind, tức là tôi đặt cái có một cái giá trị chung bao gồm có Úc, Nhật Bản, Anh Quốc, Canada, trong đó
thì đang đối diện với sự đe dọa thống trị của Trung Quốc trên Biển Đông, và Hoa Kỳ đã bắt đầu đang bước vào cuộc bầu cử vào tháng 11, và ông Teodoro cho biết ông hy vọng là cái chiến lược quốc phòng của Washington ở khu vực của Indo-Pacific sẽ không bị giảm đi. Đây được xem là một trong những cái lời phát biểu mới của ông Teodoro đã lên tiếng sau khi mà có những hành động bức hại của Trung Quốc trên quần đảo Trường Sa đối với lại Philippines. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay, Đài Loan đã báo cáo lần đầu tiên các hoạt động quân sự của Trung Quốc ngay sau khi mà có cuộc bầu cử. Bản tin từ Đài Bắc cho biết thì Bộ Quốc phòng Đài Loan nói rằng họ phát hiện 18 chiếc máy bay của lực lượng quân sự Trung Quốc ở xung quanh đảo quốc Đài Loan và đã tham gia vào một cái cuộc tuần tra chung với tàu chiến của Trung Quốc trong ngày thứ Tư, được xem là một cái cuộc hoạt động quân sự lớn nhất kể từ sau khi mà có cuộc bầu cử tại Đài Loan. Trong đó thì Đài Loan cho biết là họ đã đang thúc đẩy việc giám sát chặt chẽ trên mặt biển kể từ khi mà ông Lai Ching-te thuộc đảng Dân Chủ Cấp Tiến DPP đã chiến thắng ghế tổng thống vào hôm thứ Bảy vừa qua, người đàn ông mà Trung Quốc xem là một kẻ gây nguy hiểm và có thể mang tới cuộc chiến ở tại eo biển Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết vào lúc 7 giờ 50 phút chiều tối theo giờ địa phương, họ phát hiện 18 chiếc máy bay bao gồm luôn là cả những chiến đấu cơ Su-30 đã có hoạt động ở phía Bắc và phía Trung của Đài Loan, tức là ở trung tâm của Đài Loan, đối diện và cộng thêm khu vực ở phía Tây Nam. 11 chiếc máy bay đã băng ngang qua cái lằn ranh đỏ ở trên eo biển Đài Loan, và trong đó họ làm việc chung với lại tàu chiến của Trung Quốc tham gia vào một cuộc tuần tra trên eo biển Đài Loan. Đây được xem là một trong những cái phản ứng mới nhất của Trung Quốc kể từ khi mà Đài Loan chấm dứt cuộc bầu cử. Đài Loan cho biết họ đã gửi tất cả các lực lượng của họ, bao gồm lực lượng của chiến đấu cơ, các hệ thống radar và hệ thống phòng thủ trên mặt đất để quan sát tất cả những hoạt động này của phía Trung Quốc. Đây được xem là phản ứng đầu tiên của Trung Quốc ngay sau khi mà chấm dứt cuộc bầu cử vào hôm thứ Bảy vừa qua và ông Lai Ching-te đã thắng cử. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.